Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin hai cú đột phá của hai ông trùm trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi giá trị tinh thần và giá trị vật chất của người Cộng sản đã thay đổi tận gốc, cũng cho thấy giai đoạn hậu Cộng sản đã thể hiện rõ nét tại Việt Nam. Blogger viết từ Sài Gòn bình luận về những ông trùm Cộng sản đang ngòi lên trong cuộc đua quyền bính sau khi ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về vườn vào thời gian tới được đăng tải. Nói gì thì nói, đến thời điểm này, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng là trùm của các trùm, có lẽ hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm là hai ông trùm chỉ dưới một người mà trên cả triệu người trong hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh bộ tứ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. Và cũng có thể đoán rằng chức danh Tổng Bí thư sẽ nằm trong tầm tay cạnh tranh giữa ông Tô Lâm và ông Nguyễn Xuân Phúc, và khả năng rơi vào tay Vương Đình Huệ hay Phạm Minh Chính là khá thấp. Bởi chí đến lúc này, cuộc chạy đua và thét thử nghiệm quyền lực của cả hai ông đã khá ngoạn mục, khác xa sự mờ nhòa của ông Huệ cũng như càng làm càng dám dối của ông Chính. Vấn đề hai ông trùm này đã đột phá kiểu gì, đột phá như thế nào? Có lẽ, nói cho đúng, thì đến thời điểm này, khi chủ nghĩa hậu hiện đại chính thức có mặt ở quốc gia Cộng sản, thì liền sau đó, chủ nghĩa hậu Cộng sản cũng ra đời, đó là chủ nghĩa hậu Cộng sản, một mặt luôn phá vỡ mọi đại sự Cộng sản, mặt khác vẫn cố níu dẻo gọi cái lõi cốt lõi là Cộng sản, kỳ thực là cái lõi quyền lực đảng và lợi ích nhóm, nhằm đảm bảo sự an toàn, một thanh trì cần thiết cho chế độ. Nói nghe mâu thuẫn, nhưng nhìn vào thực tế Cộng sản Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba và Việt Nam, chủ nghĩa hậu Cộng sản được thể hiện khá rõ nét. Đại tự sự Cộng sản đầu tiên bị phá vỡ chính là chủ nghĩa vô thần. Thứ chủ nghĩa được những người Cộng sản công thần khai quốc đặt lên hàng đầu và thiết lập chuỗi hành động cụ thể như đập phá bỏ đền đài miếu mạo, cấm hoạt động tôn giáo bằng kiểu nói rằng chống mê tín dị đoan. Để rồi, sau chưa đầy 30 năm, khi một thế hệ mới trưởng thành, một thế hệ mà dù đứng ở bên kiến nào, quốc gia nào, chủ nghĩa nào thì khuynh hướng xét lại, khuynh hướng hoài nghi và phá vỡ, đập bỏ các giá trị cũ vẫn đầy trong nhiệt huyết. Để rồi, sự mê tín đồng loạt, sự tín cẩn vào tham lực, thần linh, ma quỷ mượn các thế lực siêu nhân để cạnh tranh, đấu đá quyền lực, phát triển như nấm sau mưa. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam dâng hương tưởng niệm ông Hồ Chí Minh tại đền thờ trên núi Ba Vì, Hà Nội vào đầu năm 2020. Đại tự sự vô thần của người Cộng sản đến lúc này xem như chấm dứt. Nó đã được thay thế bằng một thứ đại tự sự khác, chưa rõ hình dạng và tên gọi, nhưng nó chắc chắn không còn là vô thần về cả hình thức và nội dung. Khi đã cái đại tự sự ghê gớm nhất chuẩn bị phá vỡ, đạp đổ, thì cái đại tự sự chỉ là sớm chiều, bây giờ nó được đập bỏ và thay thế mà thôi. Đại tự sự kinh tế xã hội chủ nghĩa cũng bị đạp đổ song hành với vô thần. Thay vì kinh tế tập trung bao cấp với chủ trương làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, dưới quyền năng của bàn tay thép là đảng, người Cộng sản đã thay đổi kinh tế theo hướng thị trường, kinh tế mở mặc dù vẫn giữ cái đuôi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Kỳ thực là cái đuôi này xuất hiện chỉ biết là đủ có khả năng ve vẩy để xua ruồi muỗi, chứ cơ thể của nó đã hoàn toàn khác rồi. Và khi nền kinh tế thì mở rộng dưới sự khống chế của đảng, liền sau đó là các nhóm lợi ích, các tư bản thân hữu nổi lên như nấm sau mưa khắp nơi. Lúc này, tính kiên trung, liêm khiết hay đạo đức Cộng sản chỉ là trò mèo, che mắt thánh thần bằng vải thưa, bởi kỳ thực người Cộng sản muốn tồn tại, muốn trụ được trong cơ chế thị trường, họ phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tư bản thân hữu giàu thì họ cũng giàu, tư bản thân hữu một, họ phải giàu được 1,5 gấp 2 lần. Đó là quy luật, để đảm bảo cho cái quy luật này tồn tại, vận hành, thì người Cộng sản đã khéo tính toán, đẩy các tư bản thân hữu và lợi ích nhóm làm bình phong để thu về cho tư bản, về cho họ. Đáng sợ hơn là họ vỗ béo tư bản bằng mọi cách để thịt từ từ. Nói như vậy để thấy rằng khi giá trị tinh thần và giá trị vật chất của người Cộng sản Việt Nam đã thay đổi tận gốc, thì các giá trị còn lại sẽ thay đổi tỷ lệ, và sự thay đổi này là không thể khước từ, không thể trốn tránh.
Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rất vàng ở thủ đô London đã gây bão dư luận suốt nhiều tuần liền. Và khi một thứ chủ nghĩa mới đã hình thành, đã hoạt động như không được định danh, không được đọc đúng tên gọi của nó, cũng như không có giấy khai sinh. Đương nhiên, sự phát triển tự nhiên của nó sẽ thuộc về bản năng, thứ tư bản rừng rú xuất hiện đầy rẫy, tác ai tác quái tại Việt Nam là một khía cạnh của chủ nghĩa hậu cộng sản. Một loại cộng sản đã được phá vỡ để sinh sản nhưng chưa được khai sinh đúng nghĩa. Chính cái thứ chủ nghĩa hậu cộng sản này là mảnh đất tốt nhất cho các nhà độc tài, các ông trùm chính trị xuất hiện một cách mạnh mẽ và khác thường. Nó vừa mang dấu hiệu của chính thống, vừa của một chính khách, nó lại vừa phảng phất khí chất của một tay hảo hán giang hồ. Đồng thời, nó vừa mang bộ mặt của trí thức, nhưng nó cũng ngầm chứa ánh mắt của kẻ sát nhân, dám thách thức mọi giá trị khai sinh ra nó. Ở đây, sự thách thức là những hành động cụ thể, những hành động không giống ai, ngáo, nhưng nó muốn khẳng định rằng bất kỳ sự ngáo ộp nào khi vào tay các nhà lãnh đạo, vào tay ông trùm thì sẽ có thể trở thành cổ điển, điển tích, và đương nhiên đến một lúc nào đó nó sẽ thành chuẩn mực, mẫu mực và khuôn thước. Đó là một điều tất yếu, là những cú nhảy là một cuộc chơi ly kỳ của anh kỹ trị, nhà độc tài của các ông trùm quyền lực. Chính vì vậy mà không phải ngẫu nhiên Putin cố gắng ve vãn vợ của ông Tập Cận Bình ngay trước mặt ông Bình, rồi Tô Lâm thì đi ăn bò rát vàng để người ta quay video bỏ lên TikTok, hoặc gần đây nhất là ông Nguyễn Xuân Phúc đi dự lễ tịch điền, sau đó xuống ruộng cày với một con trâu, vẽ vằn vẽ vẹn như con cọp, trâu chẳng ra trâu, cọp chẳng ra cọp, khiến dư luận xôn xao mấy ngày nay. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ tịch điền ở Nội Sơn, Hà Nam hôm 7 tháng 2. Và cả hai lượt xôn xao, từ vụ ông Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng đến Nguyễn Xuân Phúc cày trâu vẽ cọp, đều tạo ra những cơn chấn động dư luận, bao hết đều chê bai. Nhưng hình như chúng ta không đoán ra, hoặc chẳng muốn đoán ra rằng thứ mà họ cần chính là những luồng dư luận chê bai, cười cợt, giễu nhại. Tại sao họ lại cần những luồng này? Câu hỏi được đặt ra. Có 3 vấn đề để thấy rằng nó là cái bẫy dư luận của họ. Thứ nhất, họ muốn khẳng định vị trí ông trùm quyền lực của họ. Thứ đến, họ muốn chơi cuộc chơi tạo chú ý, và họ muốn thể nghiệm cuộc chơi hậu cộng sản của họ. Ở khía cạnh thứ nhất, xác tính vị thế ông trùm quyền lực. Điều này ông Tô Lâm đã làm một cách ngoạn mục. Ông Dung ăn bò rát vàng của Thánh rắc muối. Sau đó ông lại ông Dung phát biểu ở các cuộc họp. Và kế đến, ông Dung đồng đỉnh bắt giam tất cả các tay đạo đức giả, tham lam và bất chấp mạng người trong hệ thống của đảng. Tất cả những hành vi của ông xét một góc độ hậu hiện đại, vừa có chất ngầu đời, vừa diễu nhại và gương mặt liêm khiết vốn nhem nhuốc của Đảng Cộng sản thổ cựu, và đương nhiên nhắm thẳng vào những quy ước vốn cũ rích của người Cộng sản về đạo đức, hành trang của đảng viên. Đây là hình ảnh tại Hà Nội, nhà hàng phục vụ món bò rát vàng tại khách sạn Dockley, Hà Nội Colin, khai trương vào ngày 22 tháng 11 sau sự kiện ông Tô Lâm đớp bò rát vàng tại London. Nhưng trên hết, theo hành vi của ông Lâm, là một nhà hàng bò rát vàng xuất hiện tại Việt Nam, và quan trọng hơn nữa là điều đó chứng minh rằng quyền lực của ông chủ để thách thức dư luận. Ông vẫn nghiễm nhiên trở thành ứng viên của cái ghế tổng bí thư. Bây giờ đến ông Phúc, không phải ông ta ngu hoặc đội ngũ của ông ta ngu đến độ không biết mình đang bước vào một cái sân khấu đầy chất tàu, và làm như vậy là chọc giận nhân dân, chọc giận những trí thức. Nhưng vấn đề ở đây là sự dám thách thức, không ai cày con trâu quái dị, tao cày, ý nghĩa thế nào? Câu hỏi đặt ra. Nó nằm trong những chiếc lưỡi biết nịnh, và khi cả kẻ nịnh ta và kẻ chửi ta đồng loạt lên tiếng mà cái ghế của ta không hề hấn gì, cộng với chuỗi các công việc của ta phía sau, chắc chắn ai là trùm quyền lực thì đã rõ. Hơn nữa, việc cày con trâu vẽ cọp này chẳng đụng chạm tới đối thủ Tô Lâm, điều đó vô cùng có lợi. Giả sử chức tổng bí thư rơi vào tay ta hay tay đối phương, đều có thể bắt tay nhau trước sân khấu của nhân dân. Và cho đến lúc này, có thể nói rằng cuộc trình diễn hướng dư luận, thách thức dư luận, thét chiếc ghế quyền lực và khẳng định vị thế ông trùm trong hệ thống đảng của hai ông trùm là Tô Lâm và Nguyễn Xuân Phúc khá ngoạn mục. Điều này
dự báo về một tương lai hậu cộng sản rõ nét hơn là một trò giễu cợt ngẫu nhiên. Kính mời các bạn xem bản tin Vingroup lỗ 1 tỷ đô la vì sản xuất xe hơi chạy xăng. Vingroup vừa báo lỗ hơn 1 tỷ đô la trước thuế trong hoạt động sản xuất xe hơi chạy xăng vào năm ngoái vì doanh thu bán xe rất thấp, theo báo cáo tài chính của Vingroup công bố vào hồi tuần trước. Cũng theo báo cáo này, Vingroup lần đầu tiên báo lỗ lũy kế sau thuế là 7.500 tỷ đồng trong năm 2021, mà nguyên nhân được báo chí nhà nước loan tải là do tập đoàn này đã tài trợ hàng ngàn tỷ đồng chống dịch Covid-19 và chuyển hướng hoàn toàn sang sản xuất xe điện. Đây là hình ảnh VinFast dự kiến sản xuất xe hơi điện tại Mỹ và sau đó thông báo ngừng sản xuất xe ô tô chạy xăng, chuyển hoàn toàn sang sản xuất ô tô chạy điện. Trước đó, Vingroup cũng đã thông báo ngừng sản xuất điện thoại di động và TV ở Việt Nam. Trong năm 2021, Vingroup đã tài trợ 6.099 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống COVID-19 và các hoạt động tài trợ khác. Đồng thời, tập đoàn cũng quyết định ngừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022 để tập trung nguồn lực cho xe điện. Quyết định ngừng sản xuất xe hơi đã khiến Vingroup ghi nhận một khoản chi phí liên quan đến khấu hao nhanh các tài sản dự kiến không sử dụng và khoản phí trả cho các nhà cung cấp do kết thúc hợp đồng sớm. Theo báo cáo, doanh thu của VinFast, nhánh sản xuất xe ô tô chạy xăng của Vingroup là 17.263 tỷ đồng, chiếm 14% tổng doanh thu, ghi nhận lỗ trước thuế tới 23.948 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đô la. Trong năm 2021, VinFast bàn giao 35.700 xe đến khách hàng, con số này của năm 2020 là 24.100 xe. Hồi cuối năm ngoái, VinFast đã cho ra mắt dòng xe hơi điện của mình ở thị trường Mỹ với mục tiêu trước mắt là hướng vào thị trường xe điện tại Mỹ, Canada và châu Âu. Nhưng điều này không hề dễ ăn. Trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước gần đây, ông Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết VinFast dự tính sẽ chịu lỗ 5 năm đầu, hiện đã đi được hơn nửa đường. Và nếu theo đúng kế hoạch 2 năm nữa có lãi ở thị trường quốc tế, còn thị trường Việt Nam thì vẫn bổ lỗ vì phải gánh cả chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng cho xe điện. Việc VinFast quyết định bỏ sản xuất xe chạy xăng đã vấp phải nhiều chỉ trích của người mua xe của hãng tại Việt Nam vì họ cho rằng công ty đã đem con bỏ chợ và những chiếc xe họ vừa mua nhiều tỷ đồng trở thành thứ đồ cổ. Thông báo bỏ sản xuất xe chạy xăng chỉ sau 3 năm kể từ khi chiếc xe đầu tiên của VinFast ra lò đã khiến nhiều người Việt Nam mất lòng tin vào hãng này và nói rằng nếu biết trước ngừng sản xuất thì sẽ không mua xe này. Đây là hình ảnh tờ báo điện tử Soha có bài viết nổ bom rằng 20 ngày nữa thì VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các ông lớn thế giới cả chục năm. Rồi VinFast sẽ đi trước cả Bentley 8 năm, Toyota 13 năm, đi trước Honda 28 năm. Ở Việt Nam có rất nhiều bài báo quảng cáo tâng bốc Vingroup kiểu như thế này. Trong quý cuối năm, doanh nghiệp cũng đã lỗ sau thuế hơn 9.200 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 1.700 tỷ đồng. Chốt vào năm 2021, Vingroup đạt doanh thu thuần là 125.300 tỷ đồng, tăng 13%, song lỗ sau thuế là đạt hơn 7.500 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước còn lãi hơn 4.500 tỷ đồng. Tập đoàn này cho biết do các đợt giãn cách xã hội kéo dài nên hoạt động kinh doanh bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đều bị ảnh hưởng rất lớn. Riêng doanh thu của Vincom Retail cũng giảm do mở rộng gói hỗ trợ khách thuê với quy mô lên tới 2.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc quyết định ngừng sản xuất xe xăng để tập trung nguồn lực cho xe điện cũng khiến cho Vingroup ghi nhận một khoản chi phí liên quan đến khấu hao nhanh các tài sản dự kiến không sử dụng và khoản phí phải trả bồi thường cho các nhà cung cấp kết thúc hợp đồng sớm hơn dự định. Tác giả Lê Minh Nguyên cũng có bài phân tích mang tựa đề VinFast chiến lược liều lĩnh đăng trên báo Tiếng Dân, nội dung được chia sẻ như sau. Hôm 27 tháng 12, Vingroup cho biết ông Michel Roche, người Đức sau 5 tháng làm giám đốc toàn cầu của VinFast, được thay thế bằng bà Lê Thị Thu Thủy, hiện là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Quyết định thay ngựa giữa dòng rất gấp này được xem là bất ngờ. Ông Loches là người giới thiệu các mẫu xe điện đầu tiên của VinFast, đó là V VinFast 35, VinFast 36 tại cuộc triển lãm xe hàng năm
lớn ở Mỹ Los Angeles Auto Show vào hôm 17 tháng 11 năm 2021. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc VinFast khi đó Michael Lohse giới thiệu chiếc xe hơi VinFast tại Mỹ. Tờ báo Đức Frankfurt Allgemeine Zeitung thì cho rằng ông Lohse ban đầu bị cuốn hút bởi những cơ hội phát triển của VinFast, nhưng sau đó có thể nó không lớn hoặc còn xa vời hơn bạn tưởng tượng. Tờ báo này cho biết rằng kế hoạch đầy tham vọng tấn công Tesla trong số những kế hoạch khác của VinFast vẫn còn rất sơ khai. VinFast cho đến lúc này mới chỉ chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa và vẫn đang thử vận may với dòng xe mới mà tất nhiên là khó có thể nổi bật về hình thức và công nghệ so với các dòng xe khác. Giáo sư Khương Hữu Lộc thì nhận định VinFast đang có cửa sổ cơ hội vàng khi thâm nhập thị trường Mỹ, nhưng lợi thế cạnh tranh có thể nhanh chóng mất đi. Giáo sư Lộc chỉ ra thách thức lớn nhất đối với VinFast là nhận diện thương hiệu, vì VinFast là một hãng xe mới toanh đến từ một đất nước không có danh tiếng gì về nền công nghệ trên thị trường quốc tế như Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống đại lý, hậu mãi, sửa chữa, phụ tùng thay thế cũng sẽ là một thách thức lớn cho một hãng xe mới như VinFast. Trong khi đó, VinFast đã từng đe dọa đưa người tiêu dùng ở Việt Nam ra tòa khi họ phàn nàn về phẩm chất của xe VinFast. Và VinFast cho biết họ cũng sẽ làm như vậy cho người tiêu dùng ở Mỹ. Giáo sư Lộc cho rằng cách làm như vậy chắc chắn sẽ thất bại ở Mỹ. Theo giáo sư Lộc, việc VinFast dùng người Việt ở Mỹ làm cánh cửa để bước vào thị trường Mỹ là con dao hai lưỡi. Vì đa số người Mỹ gốc Việt có đầu óc chống cộng sẽ chống đối xe VinFast đến cùng. Đó là chưa nói việc mua một chiếc VinFast cũng không giúp tăng thể diện cho họ, mà đối với người Việt, việc mở mày mở mặt là rất quan trọng. Giáo sư Lộc nhận xét rằng hầu hết công nghệ của VinFast đều phải mua lại của các nước ngoài, như động cơ thì của Đức, thiết kế thì của Ý, vân vân. Điều này sẽ làm tăng chi phí sản xuất cũng như giá thành của cái xe VinFast, và đây là rủi ro rất lớn về giá đối với VinFast. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast tự nhiên bốc cháy tối ngày 5 tháng 12 vừa qua tại vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Trong khi đó thì giá cả quyết định bởi thị trường chứ không phải bởi giá thành. Giáo sư Lộc cho biết VinFast còn phải đối mặt với việc bị các cơ quan chức năng Mỹ kiểm định chất lượng rất khắt khe khi được lái trên các cung đường ở Mỹ. Không như xe chạy xăng và động cơ là bộ phận phức tạp nhất, xe điện thì về phần cứng thì đơn sơ hơn rất nhiều. Điều chính yếu của xe điện là bình điện và phần mềm thông minh, mà cả hai thứ này thì Việt Nam chưa thể là cao thủ của thế giới. Với tình trạng khan hiếm chip như hiện nay, giáo sư Lộc dự đoán VinFast sẽ gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2022. Chuyên gia người Đức gốc Việt tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, người kiến trúc cho các dòng xe điện thế hệ mới của BMW tại Đức, sau khi phân tích các hình ảnh và video từ các kênh truyền thông đăng tải, đã chỉ ra rằng mẫu xe E36 triển lãm ở Los Angeles chỉ là xe thạch cao. Trong khi đó, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast tại Mỹ thì khẳng định, chúng tôi sẽ giao xe VinFast E35 và VinFast E36 cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Bây giờ, sắp bước qua năm 2022, với tình trạng thiếu chip ngừng trệ vì Covid, chưa nói tới vấn đề phải thử tới thử lui, thì liệu VinFast có giữ được lời hứa này với khách hàng hay không? Cũng giống như Cộng sản Trung Quốc, trong chế độ Cộng sản Việt Nam, các lãnh đạo cao cấp đều xây dựng sự giàu có của họ qua quắc hoàng tử đỏ. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup. Dư luận cũng cho rằng ông Phạm Nhật Vượng là cháu của ông Phạm Văn Trà, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam. Tiền của Vingroup là máu mủ của dân qua việc tịch thu đất đền bù với giá rẻ mạt và bán lại với giá đất vàng. Vingroup làm nên sự nghiệp qua việc buôn bán vũ khí cho Cộng sản Việt Nam, tịch thu đất và lạm dụng quân ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân, để hỗ trợ cho những doanh nghiệp của các hoàng tử đỏ với Mỹ từ phát triển đất nước. Và khi tiền không phải là do mồ hôi, nước mắt của mình làm ra, thì việc phung phí và liều lĩnh là điều đương nhiên. Cho nên, nếu VinGroup còn giữ được gốc lớn ở trong bộ chính trị, thì còn ăn nên làm ra bằng tiền thuế của dân. Nhưng nếu một ngày nào đó, phe phái đánh nhau trong đảng và phe chống lưng ông Vượng bị thua, thì VinGroup sẽ vỡ nợ. Vì vậy,
đó không phải là cách đầu tư lành mạnh trong một xã hội bình thường. Mang gươm đi đấu xứ người là điều mà người dân Việt Nam, kể cả người viết, đều hãnh diện. Nhưng muốn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các đại cao thủ trên thế giới thì không nên nhảy vào giữa sân để đánh, vì bốn phương tám hướng đều có đối thủ. Trung Quốc và Ấn Độ đã thất bại khi đánh cách này vào Mỹ.